Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 76, chương 751, Ánh Sao Vùng Quê. Ban đêm, ở bãi hoang sa mạc, hơn 100 kỵ binh mặc giáp cưỡi ngựa, vận chuyển hàng chục chiếc xe lớn, đang chờ đợi ở nơi có vũng nước sâu trong sa mạc. Hồ Diên Kính tay cầm chảm mã đao, cưỡi trên con ngựa lớn cao to, nhìn xa xa về hướng Tây Nam. Đứng bên cạnh Hồ Diên Kính còn có một hòa thượng mặc áo cà sa, cổ treo một chuỗi hạt Phật, đầu to tai lớn. Mày dày mắt hổ, khiến những người xung quanh cảm thấy được sát khí của hắn ta còn hung tàn hơn cả Hồ Diên Kính. Hòa thượng có pháp hiệu là Huyền Nghiệp, ban đầu là đệ tử của Thiên Phật Tự Sa Hải nhưng không ăn chay niệm Phật được bao lâu liền quay trở lại thế tục. Sa vào ham mê danh lợi, đổi tên thành Trương Huyền Nghiệp, làm môn khách ở Phủ Lương Vương, hiện tại là một trong hai trợ thủ đắc lực của Hắc Kỳ Bang. Xuất thân của Hồ Diên Kính cũng không đơn giản, tổ tiên là gia tộc tướng quân ở Lương Châu, so với Thạch Ngạn Phong, Kiếm Vũ Hoa và những người khác có thân thế không khác biệt là mấy. Sau khi nước Đại Yên diệt vong lưu lạc trên giang hồ, dựa vào chảm mã đao gia truyền của tổ tiên đã tạo ra một vùng trời cho riêng hắn. Tưởng Chất Hổ đã từng chiêu mộ hắn, nhưng Hồ Diên Kính có tổ tiên là tướng quân, không định ở lại giang hồ phiêu bạt mà muốn phong hầu bái tướng tái hiện lại vinh quang tổ tiên. Vì vậy mới gia nhập vào Phủ Lương Vương, trở thành một trong những quân cờ đắc lực trợ giúp bang chủ Hắc Kỳ Bang. Hai người cưỡi hai con ngựa cao lớn trên sa mạc chờ đợi, một lúc sau có một chiếc xe ngựa đi từ sâu trong sa mạc lại gần. Lộc cộc lộc cộc. Hai xe ngựa khác hẳn so với những chiếc xe ngựa khác nhìn thấy ở Lương Châu, cách chế tác cùng các nguyên liệu đều rất xa xỉ. Hai con ngựa kéo đằng trước xe là hai con bạch mã. Xung quanh còn có hơn 10 người tay cầm vũ khí kỵ binh, quân trang chỉnh tề, nhìn khí thế là biết họ xuất thân từ trong quân doanh. Hồ Diên Kính đi phía sau vận trang phục thô kệch nhất trong đoàn, so với công tử trẻ tuổi ngồi trong xe ngựa như hai người cách nhau hai tầng lớp. Hồ Diên Kính và Trương Huyền Nghiệp thấy vậy, thúc ngựa đến phía trước xe, cúi người chắp tay hành lễ, công tử. Đoàn xe ngựa dừng lại trên sa mạc Sa Bỉ Thạch, có thị nữ hầu hạ vén cửa xe ra, bên trong đèn lửa rực rỡ, giữa xe có một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm. Dung mạo tuấn lãng, tuổi tác nhiều nhất chỉ khoảng 18-19, thắt lưng treo một thanh kiếm có trang trí tuệ văn. Sau khi xe ngựa dừng bước, công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy đoàn ngựa nấm lem bẩn thỉu, bất mãn nói, Diên Kính, đi kiếm vài bộ y phục sạch sẽ cho bọn họ thay vào. Đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu trang phục còn tồi tàn hơn so với bọn Bắc Lương man dợ kia, không phải làm ô uế thanh danh của đại ngụy ta sao? Hồ Diên Kính nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ nói, công tử nói đúng. Nhưng trên sa mạc Sa Bỉ Thạch gió bụi cát lớn, đám binh sĩ này lại không biết giữ gìn vệ sinh, thay y phục mới đi qua đi lại rồi cũng bẩn. Chờ đến nơi bàn việc tôi sẽ chuẩn bị lại. Địa vị của Hồ Diên Kính ở Lương Châu chỉ kém Hồng Sơn Bang một bậc, những người khác trong giang hồ gặp được đều phải gọi một tiếng Hồ Bang Chủ. Lý do mà Hồ Diên Kính phải kính trọng người trẻ tuổi kia là vì vị công tử này có thân phận đặc biệt. Công tử trẻ tuổi tên là Đông Phương Thượng Thanh, là con trai út của Lương Vương, mặc dù không phải thế tử. Địa vị thấp hơn con trai cả Lương Bát Đấu rất nhiều, nhưng đối với người trong giang hồ, vẫn thuộc những người có địa vị lớn không thể chọc vào. Đông Phương Thượng Thanh là người con trai út, sau khi con trai lớn chết thì vị trí thế tử cũng không đến lượt hắn ta ngồi vào. Vì từ nhỏ đã không được bồi dưỡng trong phương diện triều chính nên tâm tư đều đặt vào việc quản lý gia sản, từ năm ngoái đã bắt đầu tiếp quản rất nhiều sản nghiệp riêng của Phủ Lương Vương. Hiện nay triều đình cùng Bắc Lương đã ký liên minh ngừng chiến, hai triều bắt đầu mở rộng thông thương, một món ăn béo bở như thế Lương Vương không thể chỉ hộ tống thánh giá. Để toàn bộ tiền đều chảy vào túi của các thương gia hai triều, Vương Phủ cũng thành lập thương đội dưới trướng. Lần này Đông Phương Thượng Thanh là người dẫn đội đi đến các chư bộ Tây Hải của Lang Hiên Cổ Thành tham gia hội vạn bộ tập cùng bàn bạc chuyện làm ăn với Đại Sơn Vương ở vùng đó. Đông Phương Thượng Thanh dẫn người đến bên vài chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa khác nhau, kiểm tra một vài món hàng sau đó hỏi, Diên Kính, chuyện ở Kinh Thành vài ngày trước, ngươi biết chứ? Hồ Diên Kính theo phía sau, gật đầu đáp, công tử đang nói đến chuyện Yến Vương Thế Tử mưu phản. Tôi có biết một chút, biết rồi thì tay chân ngươi sạch sẽ chút. Phụ vương liên tục bận bịu chuyện triều chính,
không có tinh thần quản những việc nhỏ nhặt, ta cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. Chương 752, Phong Diệp Hồ. Đông Phương Thượng Thanh quay đầu lại, sắc mặt khá nghiêm túc, hãy giành lấy vương kỳ của thương đội, quân biên cảnh sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất quan, muốn mang một số đồ vật ra vào biên quan rất đơn giản. Vài ngày trước, kinh thành có rắc rối xảy ra, hàng nghìn cân ô vũ thảo từ ngoài biên quan nhập vào, đóng toàn bộ trong một con thuyền, quân biên cảnh không phát giác ra chút manh mối nào. Ngươi nói thử cho ta biết, Yến Vương Thế Tử làm thế nào mới nhập được những thứ này vào? Hồ Diên Kính sững sờ, sau đó vô tội nói, công tử, ngài nói oan cho tôi rồi. Yến Vương Thế Tử có được thứ kia, chắc chắn là đã nhập vào từ phía của Yến Châu. Tôi giúp Vương gia làm việc bao nhiêu năm nay, tiền bạc cho đi cả đời này cũng không tiêu hết, sao lại liều mạng mà dám buôn lậu? Hơn nữa, Hồng Sơn Bang có vài mối hàng buôn bán, có thể từ Sa Châu đi ngang qua sa mạc rộng lớn này đến Bắc Lương, tìm bọn hắn không phải an toàn hơn là tìm tôi sao? Trương Huyền Nghiệp đứng bên cạnh cũng mở lời, e là công tử đã lo lắng quá độ. Ta luôn quản lý sổ sách của Hắc Kỳ Bang, hàng hóa ra vào đều được ta xem xét qua. Nếu Hồ Bang chủ có vấn đề, ta sớm đã báo tin cho Vương gia. Đông Phương Thượng Thanh cũng chỉ hơi nghi ngờ, không có chứng cứ thực nên không tiện nói nhiều, dù có vấn đề hay không, sau này tốt nhất nên thu mình lại hết cho ta. Về việc ô vũ thảo ta sẽ không truy rõ ngọn ngành nữa, nếu mà truy ra có chút dấu vết nào của Hắc Kỳ Bang, phụ vương sẽ trở thành đồng phạm. Không biết chừng bị gán cái tội dụ dỗ Yến Vương Thế Tử hành thích lên đầu, lúc đó hai người các ngươi có kết cục thế nào, tự mình hiểu rõ. Nói xong, Đông Phương Thượng Thanh quay lại xe ngựa đi về phía Bắc. Hồ Diên Kính cầm lấy chảm mã đao nhảy lên ngựa, đưa mắt nhìn theo Đông Phương Thượng Thanh bước vào xe ngựa, sắc mặt trông không được tốt. Sau khi nhìn vào mắt Trương Huyền Nghiệp, mới nhẹ nhàng thúc ngựa đuổi theo. Cha! Lộc cộc lộc cộc! Trên đồng cỏ hoang vu vô tận có ánh sao lấp lánh, xe ngựa dừng lại trên đồng cỏ vàng khô, bên cạnh nhóm một đống củi cháy rực. Thương Tiệm Ly cùng Xà Long và những người khác làm một tiêu sư bình thường, ăn mặc giản dị, ngồi trên mặt đất làm những việc bình thường. Tay cầm cây gậy gỗ, trên đó xiên một con thỏ hoang, lật qua lật lại trên đống lửa để nướng. Lão tiêu sư Dương Triều cầm một cái túi rượu nhỏ, vẻ mặt hơi say nói, Lương Châu nghèo thì nghèo, ngoại trừ bọn thổ phỉ ở khắp mọi nơi, những cái khác thực ra rất tốt. Ngươi xem, cái bầu trời này, cái mặt đất này cùng cái vầng trăng này, không thể so sánh với khi ở trong các hẻm nhỏ của kinh thành chật chội kia, thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, nơi này không có sông cũng không có hồ, nhưng lại thuần túy hơn nhiều so với giang hồ Trung Nguyên. Chỉ cần có một con dao trong tay, gia thế hay thân phận trên cái mảnh đất hoang vu này hoàn toàn không có tác dụng, chỉ đi được vài ngày, ta đã gần như quên mất mình chính là bổ khoái. Cách đó không xa, bên cạnh xe ngựa, Dạ Kinh Đường cầm một con thỏ hoang đã nướng chín, đi đến chiếc xe còn sáng đèn. Ngẩng đầu đã nhìn thấy con quỷ chết đói mới đầu thai thành chim chim, không thèm để ý đến, mà đứng trên lưng một con lạc đà ở phía sau đoàn xe. Nhìn thấy mỹ nhân dị vực Phạm Thanh Hòa cho lạc đà ăn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, chít 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 chít. Phạm Thanh Hòa rõ ràng không hiểu tiếng chim chim đang nói là gì, còn cho ăn cái gì nữa, hay là chúng ta đem lạc đà đi nướng ăn thôi, còn tưởng rằng chim chim đang xin ăn. Nàng trả lời không liên quan, ngươi cũng muốn ăn cỏ. Vậy cho ngươi một cây. Chít chít. Dạ Kinh Đường hơi buồn cười, tiện thể quay đầu nhìn qua chiếc xe của Thái Hậu. Bên trong xe ngựa, Thái Hậu nương nương nửa người trên đang dựa vào Hồng Ngọc, tay cầm ống nhỏm. Hồng Ngọc ngồi quỳ ở phía sau làm gối mềm, giúp Thái Hậu nương nương xoa bóp vai. Thái Hậu nương nương nhắm một mắt lại, đang dùng ống nhỏm xuyên qua cửa sổ xe ngắm nhìn các ngôi sao lấp lánh trên trời. Tập trung toàn bộ tinh thần nhìn ngắm chăm chú, bất ngờ xuất hiện một con mắt khổng lồ trong tầm mắt, khiến nàng giật mình mà nhanh chóng bỏ ống nhỏm xuống. Khi đó mới phát hiện ra là Dạ Kinh Đường đang đứng ở cửa sổ với một con thỏ hoang to đã nướng chín. Thái Hậu từ khi tỉnh lại không được thưởng thức những món ăn ngon, uống nước ngọt đã cảm thấy sắp phát điên lên rồi. Nàng liền ngồi bật dậy, vẫn giữ nguyên cái phong thái của một Thái Hậu ủy quyền, tay lại rất nhanh lẹ. Đưa ra cửa sổ gọi, Kinh Đường, ngươi vất vả rồi, để Hồng Ngọc đi lấy là được, sao lại phải chạy đi chạy lại một chuyến. Dạ Kinh Đường đang cầm trên tay miếng thịt thỏ nướng, đã mất rất nhiều công sức để nướng cho ngây ngốc. Một chút không để ý liền bị Thái Hậu giật đi mất. Hắn ta vội vàng nói, ai, Thái Hậu nương nương, người vừa tỉnh lại,
ăn những thứ này sẽ không tốt cho bao tử. Thái hậu nhận ra mình không còn giữ được phong thái của Thái hậu nương nương nữa, liền cầm lấy miếng thịt thỏ nướng ngồi xuống đối diện. Vẫy tay nói, không sao, bản cung tự biết cân nhắc, chỉ ăn có một miếng, phần còn lại cho Hồng Ngọc. Ngươi đi làm việc của mình đi, bản cung không cần chăm sóc. Dạ Kinh Đường nhìn ra tâm trạng của Thái hậu nương nương đang rất vui vẻ hài lòng, sắc mặt đều sắp tái lại. Hiện giờ hắn mà tranh lại sợ rằng sẽ đắc tội đến nương nương. Chỉ có thể lui lại một bước mà nói, Hồng Ngọc, ngươi hãy chăm sóc tốt cho nương nương. Đói lâu không thể ăn uống quá độ. Hồng Ngọc ngoan ngoãn vâng lời, đứng dậy ngồi trước mặt Thái hậu nương nương bắt đầu giành lại miếng thịt thỏ nướng. Cuối cùng vẫn vì thân phận của Thái hậu nương nương cũng không thể bày ra bộ dạng như quỷ chết đói ở đây. Nàng liền âm thầm không đưa miếng thịt thỏ nướng cho Hồng Ngọc để nàng ấy cầm, ngẫm lại rồi hỏi, Kinh Đường, Phong Diệp Hồ cách đây bao xa? Phong Diệp Hồ. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 753, Làm Càn. Dạ Kinh Đường hướng ánh nhìn về phía sa mạc suy nghĩ, cách đây khoảng hơn 200 dặm, Thái hậu nương nương muốn đến nơi đó. Thái hậu nương nương đã từng xem qua Diễm Hậu Bí Sử kể về Phong Diệp Hồ, đại khái là sau khi Thế Tử và Thái hậu gặp nhau lần đầu rồi bỏ trốn, hai người đã đến Lương Châu. Ở nơi đó, họ đã chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp của biển trời Hồng Phong, nơi đấy có bãi cát đẹp lung linh nhất. Khi đến được Lương Châu, nàng đã quyết định muốn đi xem thử. Nàng dừng suy nghĩ lại rồi nói, nghe nói ở đó phong cảnh đẹp không diễn tả được thành lời, không biết có thuận đường không. Nếu không thuận thì thôi, bổn cung cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi. Chuyến này của Dạ Kinh Đường là hộ tống Thái hậu nương nương đi trị bệnh. Thấy Thái hậu nương nương tỉnh lại, mặc dù còn một ít độc tích tụ trong người nhưng khí sắc đã hồng hào và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần học được dục hỏa đồ liền không sao hết. Trước mắt Thái hậu nương nương chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hắn cười ha hả nói, đường đi rất thuận lợi, chỉ cần theo tuyến đường này đi về phía tây là được. Chúng ta đã tính toán kỹ càng, khi đến nơi mọi người sẽ ở trong nhà tranh của dân bản xứ. Thái hậu nương nương cân nhắc kỹ nhé. Hai mắt Thái hậu sáng lên, khẽ mím môi cười, gật đầu nhẹ nhàng. Dạ Kinh Đường thấy vậy cũng không nhiều lời, hành lễ xong rời đi, trở lại bên khóm lửa vui vẻ đi bắt một con thỏ khác, sau đó đến bên xe ngựa của Đại Ngây Ngốc. Lúc đầu phát hiện ra manh mối về việc Lân Văn Cương buôn lậu, Đông Phương Ly Nhân đã nhẹ lòng hơn chút, nhưng sự việc có vài rắc rối xảy ra, nàng quyết định ngừng suy nghĩ rồi bàn bạc với Mạnh Giảo. Sự việc này rất nghiêm trọng, Trấn Quốc Công không thể nào tư thông với địch quốc, Lương Vương muốn tư thông cũng không thể dùng Lân Văn Cương để giao dịch. Bản Vương nghi có kẻ phản đồ trong đội quân Lương Châu, hắn đã cấu kết với Hắc Kỳ Bang, muốn đến Bắc Lương để làm loạn. Liên lụy đến hai vùng Địa Châu và Bắc Lương. Phạm vi này quá lớn, hiện giờ chúng ta chỉ có vài người không thể chia ra điều tra hết được. Phải báo tin cho Trần Miểu và Đồ Cửu Tịch để bọn họ đến Lương Châu điều tra rõ việc này. Dạ Kinh Đường cầm con thỏ nướng đến trước cửa xe ngựa, thấy hai người đang thảo luận công sự nên không vào làm phiền. Đông Phương Ly Nhân khẽ cau mày, ngửi thấy mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra, vội hướng mắt ra ngoài. Phát hiện Dạ Kinh Đường ở bên ngoài đang lắc lắc con thỏ nướng thì ngừng nói chuyện, nghiêm túc đáp, Mạnh Giảo, ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, Mạnh Giảo đứng dậy, rời khỏi xe ngựa. Dạ Kinh Đường thấy vậy liền nhảy lên xe ngựa, vào trong xe, đưa con thỏ nướng bóng loáng thơm phức cho Đông Phương Ly Nhân, vừa nướng xong, điện hạ nếm thử xem mùi vị thế nào. Đông Phương Ly Nhân ngồi trên ghế nhỏ, cầm ấm trà rót một ly nước cho Dạ Kinh Đường, cứ để đó đi, bây giờ bản vương không có khẩu vị ăn uống. Ta tự tay nướng, để nguội rồi sẽ không ngon nữa. Dạ Kinh Đường biết Đông Phương Ly Nhân cả buổi chiều chưa ăn gì liền ngồi xuống, tiến đến trước mặt Đông Phương Ly Nhân cắn một miếng thịt thỏ thơm giòn, Đông Phương Ly Nhân rót trà, động tác bỗng dừng lại, ánh mắt liếc trái liếc phải, rồi ngồi thẳng lên một chút lạnh lùng nhìn, muốn nói vài câu khắt khe giống như trước. Hai người đều hôn nhau rất nhiều lần, Dạ Kinh Đường cũng đã dưỡng thương với nàng trong nhiều ngày, chạm vào cô một chút cũng có thể vui vẻ suốt nửa ngày, nghiêm túc từ chối có vẻ hơi tàn nhẫn. Đông Phương Ly Nhân suy nghĩ một hồi, cuối cùng kéo rèm xe lên, sau đó làm ra vẻ ghét bỏ, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra muốn ăn thịt thỏ. Kết quả không ngờ nàng vừa tiến lại gần, người này không hiểu tình cảnh trước mặt lại rút tay lại, nuốt thịt thỏ, ai hắc. Ai ai ai, ta sai rồi a à, đau đau đau.
tính tình Đông Phương Ly Nhân thế nào chứ? Bị trêu chọc như vậy làm sao có thể chịu được, lập tức đè lên, giữ Dạ Kinh Đường tựa lưng vào thành xe, giơ tay ra để rút dao. Thấy Dạ Kinh Đường ăn đau, lực tay nhanh chóng hạ xuống, thay đổi thành cái nhìn lạnh lùng, ngươi làm càn. Thật sự cho rằng bản vương là người của ngươi, có thể tùy ý mạo phạm à? Dạ Kinh Đường dựa vào ghế dài, cười nói, thấy người không vui, ta chỉ đùa một chút, mau ăn chút gì đó đi, đừng có nhịn ăn, cơ thể thái hậu vừa khỏe lên, người lại làm cơ thể mình bị hao tổn. Hừ, Đông Phương Ly Nhân đăm chiêu một lúc, mới xoay người cắn một miếng thỏ nướng, nhai kỹ nuốt chậm rồi đáp, bản vương thấy ngươi bị nghẹt lâu rồi, thấy sắc liền lu mờ tâm trí. Sớm biết vậy ta đã đưa Ngưng Nhi theo, có nàng ở bên, ban đêm ngươi cũng không đến nỗi nhàn nhã như vậy. Chương 754, chỉ tò mò một chút. Dạ Kinh Đường chỉ lắc đầu cười một tiếng, lại ngồi dậy, chỉ đùa chút thôi mà, ta lại chưa chiếm tiện nghi của điện hạ, sao có thể nói là thấy sắc liền lu mờ tâm trí. Ở bên ngoài áp tiêu thực sự rất buồn chán, trước kia ta toàn đọc sách để giết thời gian. Điện hạ hứa tặng lễ vật cho ta, chuẩn bị ra sao rồi? Đông Phương Ly Nhân rời khỏi kinh thành, liên tục ở trong xe ngựa, trong lúc không có việc gì làm, tự nhiên muốn chuẩn bị lễ vật cho Dạ Kinh Đường. Lúc này Dạ Kinh Đường hỏi, ánh mắt Đông Phương Ly Nhân khẽ động, từ ngăn kéo nhỏ lấy ra một xấp giấy để lên bàn nhỏ. Sắp hoàn thành rồi, thiên hạ chỉ có một bản này thôi, ngươi đừng nghĩ bản vương sẽ cho ngươi bản vẽ thứ hai. Dạ Kinh Đường lập tức tập trung ánh mắt nhìn vào tờ giấy, nhưng nhanh chóng phục hồi sắc mặt lạnh lùng thường ngày. Không cầm đút cho nàng ăn nữa mà đưa thỏ nướng cho ngây ngốc để nàng tự ăn, sau đó lấy khăn tay lau hai tay thật kỹ. Đông Phương Ly Nhân cầm thỏ nướng, hít một hơi thật sâu dẫn đến ngực căng phồng như muốn rớt ra ngoài, nghiến răng nói, có muốn bản vương giúp ngươi châm thêm một nén hương không? Ai? Không cần đâu, ta không cầu kỳ đến vậy. Dạ Kinh Đường chỉnh trang lại y phục, cầm lấy xấp giấy, giống như một vị tướng lĩnh lạnh lùng xử lý chính vụ vào ban đêm, cẩn thận xem xét kỹ xấp giấy. Đông Phương Ly Nhân liếc mắt một lát, lại cắn một miếng thịt nướng, thấy Dạ Kinh Đường mắt không di chuyển. Có vẻ đang say mê trong đó, hơi không chịu được, cuối cùng để đồ xuống, nhíu mày lại, từ từ tỏa ra sát khí. Dạ Kinh Đường đang quan sát bút tích như thể đang đắm chìm trong đó, giữa chừng phát giác sống lưng có chút lạnh lẽo. Liền quay đầu nhìn một cái, miệng liên tục nói lời xin lỗi, tranh của điện hạ quả thực rất đẹp, ta xem có chút nhập thần. Bây giờ ta lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ, không phiền điện hạ nghỉ ngơi, nói rồi chuẩn bị cầm đồ đứng dậy. Đông Phương Ly Nhân thấy vậy tự nhiên tức giận, giơ tay giật lấy bức tranh giấu sau lưng, ngươi đây là có ý gì? Ngươi cho rằng tranh quan trọng hơn bản vương, vì muốn xem tranh mà có thể ném bản vương sang một bên. Dạ Kinh Đường vội vàng lắc đầu, sao có thể chứ? Điện hạ tốn nhiều công sức mới chuẩn bị kỹ bức tranh này, ta chắc chắn phải thích, nhưng điện hạ lại không muốn xem cùng ta. Ta lấy được xấp tranh, không nhìn ngắm mà lại vứt sang một bên, chỉ cùng điện hạ nói mấy chuyện vô bổ, không phải điện hạ không cảm thấy lòng tốt của mình bị ta xem nhẹ sao? Đông Phương Ly Nhân khẽ nháy mắt, cảm thấy lời này nói ra cũng có lý, liền nói, bản vương vẽ những thứ này cho ngươi thì tại sao không thể xem cùng ngươi được chứ? Chỉ với chút kiến thức về sách họa của ngươi, có thể hiểu hết được những đường nét trên tranh này sao? Dạ Kinh Đường rất quan tâm đến vấn đề này, ngồi gần hơn một chút, chờ đợi, ta chỉ cảm thấy nó rất đẹp. Một số nét thực sự không hiểu hết được, điện hạ có muốn giải thích một chút cho ta về đường nét này không? Đông Phương Ly Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lấy lại những bức tranh Xuân Cung, lời nói lạnh như băng, ngươi không hiểu bức tranh nào. Không được phép chỉ vào những bức tranh không thể nói, chỉ cho phép ngươi hỏi về phương diện liên quan đến họa đồ. Dạ Kinh Đường cười, tay phải đưa ra vòng qua sau eo của ngây ngốc ôm nàng vào lòng, dùng tay lật qua lật lại các trang giấy, tìm đến trang có nữ hiệp bị thương. Chỉ đến dáng người, những bức tranh đẹp khác vẽ khá mơ hồ, có thể cảm nhận được ý cảnh nhưng không cảm nhận được sức hút của dáng người. Người xem cái này, tay ấn vào vạt áo, rõ ràng có thể cảm nhận được sức căng cùng cảm giác da thịt. Mặt Đông Phương Ly Nhân hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt lại đầy kiêu hãnh, đây là do bản vương tự mình nghiên cứu. Dùng sáng tối cùng đường nét uyển chuyển để vẽ ra hiệu ứng ba chiều trên giấy, sư tôn cũng không vẽ như thế này. Vậy à, quả nhiên rất lợi hại. Vẽ như thế này chắc phải có thứ gì đó để tham khảo chứ. Điện hạ đã vẽ ra thế nào? Đông Phương Ly Nhân chớp mắt, do dự một lát, cuối cùng vẫn giải đáp cho Dạ Kinh Đường, đưa tay lấy tấm gương đặt bên cạnh,
đặt lên trên bàn nhỏ phía trước. Sau đó giơ tay ấn vào đầu rồng được thêu trên hoàng bào trước ngực, năm ngón chọc vào da thịt đầy cảm giác thoải mái, như thế này. Nha! Dạ Kinh Đường dường như sáng tỏ ra điều gì, chiêm ngưỡng kỹ vài lần trên giấy vẽ, lại lật sang trang Song Kiều Hiến Đào, cái này cũng là soi gương à? Người! Đông Phương Ly Nhân sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy cái này hoàn toàn không thể lý giải được, muốn quay lại cho Dạ Kinh Đường ăn một đấm. Còn Dạ Kinh Đường thì vội vàng ôm chặt Đông Phương Ly Nhân, nói với khuôn mặt hoan hỉ, chỉ là tò mò chút, đùa một chút, điện hạ sao có thể bí mật bày ra tư thế này soi gương. Ta xem tranh nghiêm túc không nói linh tinh, điện hạ cũng nói nhỏ lại, coi chừng bị người bên ngoài nghe thấy. Đông Phương Ly Nhân bị ôm chặt, vùng vẫy vài lần đều không thoát ra được, cũng chỉ đành coi như không, âm thầm nghiến răng, tiếp tục giải thích kiến thức sách họa nhưng Dạ Kinh Đường xem chừng chẳng hề nghe nghiêm túc. Dạ Kinh Đường ban đầu ôm để xem, sau đó cảm thấy tư thế này hơi mệt, liền chuyển sang tựa vào tay vịn của ghế nhỏ. Đông Phương Ly Nhân cũng bị kéo vào trong lòng, mặc dù ánh mắt đã thay đổi vài phần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 755, Họp Hồng Hoa Lầu. Thành Vân An. Ánh nắng mùa thu ấm áp rải rác trong khu vườn lớn của phủ viện, trên bãi cỏ có trải một tấm thảm, trên đó đặt một số hoa quả cùng vài loại binh khí. Trích Vân Ly đang làm nàng tiểu thư khuê các, hai tay ôm cằm nằm trên thảm, chân lơ lửng lắc lư, nhìn vào phía bên cạnh của sư nương, chán chường nói, sư nương, sư phụ nói gì vậy ạ? Lạc Ngưng trên người mặc thanh y giống một thiếu phụ ở trong phủ, tay cầm lá thư mà Bình Nhi vừa mang đến, nhăn mày xem kỹ, toàn bộ những chữ nhỏ tổng kết lại, chỉ có một nghĩa, đợi ta. Mặc dù cái nghĩa này rất đơn giản, nhưng thông tin này giống như một tiếng sét đánh ngang trời quang, khiến Lạc Ngưng khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Dù sao, nếu Bạch Cẩm đến cùng nàng đi tới Tây Bắc để đào kho báu, thì việc nàng hồng hạnh vượt rào sẽ bị phơi bày ra ngoài. Mặc dù Bạch Cẩm thân là nữ nhi, đầu tiên nàng đã vứt bỏ Thủy Nhi để đi, cùng hôn ước chính thức với Bạch Cẩm. Sống trong nhà người ta trong nhiều năm nay, dựa vào bức Long Minh đồ của người ta mà đánh vào mông đệ tử của người ta. Bây giờ có niềm vui mới, nàng định từ bỏ niềm vui cũ, không phải sẽ trở thành cặn bã như Trấn Ninh sao? Nhưng nếu không từ hôn với Bạch Cẩm, thì tiểu tặc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau này ba người cùng sống chung, nàng một mình có hai phu quân, ban ngày theo Bạch Cẩm, tối đến tận tâm phục vụ cái tên tiểu tặc kia? Tiểu tặc có tính cách mạnh mẽ, Bạch Cẩm càng mạnh mẽ hơn, nếu làm loạn như vậy, hai người chắc chắn sẽ đánh nhau. Lạc Ngưng ngồi trên thảm suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy mình giống như một nữ quái giang hồ đang lôi kéo các vị anh hùng võ lâm để kích động gây rối. Sau khi suy nghĩ mãi, cũng không biết làm thế nào để giải quyết cái tình cảnh này. May mắn thay, ngay cả khi Bạch Cẩm giết đến ngay bây giờ, cũng không đến nỗi lộ liễu ngay lập tức. Ngày trước tiểu tặc đã lấy được dục hỏa đồ, nàng cũng đã học theo, kết quả phát hiện ra hiệu quả rất bá đạo, thậm chí cả những sợi lông mà Tam Nương đã làm mất cũng có thể phục hồi. Nếu không phải như vậy, khi Bạch Cẩm đến mà phát hiện ra rằng nàng đã chơi đến mức như này, không biết sẽ có biểu cảm gì. Trí tưởng Lạc Ngưng tượng đang bay xa, cũng không biết mình đang nghĩ linh tinh cái gì, khi nhìn thấy Vân Ly không kiên nhẫn hỏi, liền thu lại tờ giấy, ra lệnh, hãy chăm chỉ luyện công, đừng có nóng vội, sư phụ của ngươi không cho chúng ta về, ta sẽ đi xem Tam Nương đã chuẩn bị xong chưa, khi chuẩn bị xong thì xuất phát. Vâng, sau khi Triết Vân Ly buồn bã gật đầu, nàng lật ngửa người mà tiếp tục luyện công. Lạc Ngưng thấy điều này cũng không nói nhiều, đứng dậy tự mình rời khỏi vườn hoa. Vào đêm xảy ra sự việc ở Ngọc Đàm Sơn, Bùi Tương Quân đã báo tin khẩn cấp 800 dặm, triệu tập các thành viên của bang phái đang rải rác khắp Đại Ngụy. Bây giờ đã qua 7-8 ngày, vẫn còn không ít các đường chủ từ ngoại địa vội vàng đến thành Vân An. Vào giữa trưa, trên đường Thanh Long ở dưới lòng đất của phủ Bùi gia, đèn đuốc sáng trưng, Bùi Tương Quân mặc chiếc váy dài đứng trước bàn thờ, cầm ba lén hương cúi người cúng bái, thái độ cẩn trọng tôn kính, bên cạnh là Trương phu nhân. Sau lưng hai người là các đảng chủ và hương chủ từ khắp nơi vội vã đến. Đường chủ Bạch Hổ Tống Trì và Trần Nguyên Thanh ở Giang Châu đứng ở hàng thứ nhất. Cả hai đều đã đi ngày đi đêm để đến đây, sau khi đi hàng nghìn dặm, trên khuôn mặt vẫn có thể thấy có chút mệt mỏi. Chờ cho tế bái xong các nguyên lão cùng trưởng môn của các thế hệ trước, Tống Trì mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, hỏi,
Đại đương gia lần này gọi chúng ta đến, có phải là chuẩn bị phát triển về phía Lương Châu, thay thế Hồng Sơn Bang? Dạ Kinh Đường nháy mắt một cái đã trở thành Đao Khôi, lại tiêu diệt được Lục Tiệt Vân, bây giờ muốn tự xưng vương xưng bá. Nơi phù hợp nhất bây giờ là Yến Châu và Giang Châu, nơi đó có con đường tài lộc rộng lớn mà còn không có Long Đầu. Chạy đi cướp lãnh thổ của Tưởng Chất Hổ, với sức mạnh hiện tại của Hồng Hoa Lâu, e rằng sẽ có chút khó khăn. Sau khi Bùi Tương Quân dâng hương xong, ngồi xuống vị trí của trưởng môn, không vui nói, xưng cái vương gì. Hồng Hoa Lâu của chúng ta là người kinh doanh, ẩn dưới lòng đất để kiếm tiền trong im lặng là tổ huấn đời đời. Lần này là vì Dạ Kinh Đường có việc cần phải đi ngoại quốc một chuyến, gọi hai người tới là để đi cùng, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trần Nguyên Thanh nghĩ đến lần trước một lát không để ý, Tống Chỉ đã dẫn theo thiếu đương gia làm thịt trưởng môn Thủy Vân Kiếm Đàm, trong lòng có ba phần tức giận. Mở miệng nói, thiếu chủ có tài năng như ngày nay, tự nhiên sẽ biết được bước tiến bước lui, một người đi không nhất định sẽ gặp chuyện. Nhưng nếu đi cùng với Tống Nhị Ca, có thể sau vài ngày sẽ có một vở song mãng đại láo yên kinh, chạy đi tới kinh thành Bắc Lương giết hoàng đế để chơi chơi. Chương 756, không chịu nổi. Tống Chỉ vẫy tay, trước đây Dạ Kinh Đường mới ra giang hồ, ta là trưởng bối làm sao lại có thể nhìn lại quá khứ của hắn, hắn tự nhiên sẽ bốc đồng. Bây giờ thì không giống như vậy nữa rồi, bây giờ Dạ Kinh Đường là một trong những bát đại khôi, hắn không lên tiếng, ta làm sao dám tự ý hành động. Được rồi. Bùi Tương Quân đưa tay lên, ra hiệu cho hai người không nói linh tinh, tiếp tục nói vào việc kinh doanh trong Bảo Lâu. Những năm gần đây không được lạc quan lắm, chỉ dựa vào vài bến cảng cũ duy trì vốn cũng không ổn. Sau khi hai chiều thông thương, các thương nhân ở khắp mọi nơi đều đang tìm phương pháp để ra vào, Hồng Hoa Lâu của chúng ta ở ngoại quốc không có căn cơ. Lần này thuận đường đi đến, tiện thể thăm dò xem có thể phát triển được một đường làm ăn rộng mở ở đó không. Trương phu nhân nghe đến đây, suy nghĩ một lát nói, ngoại quốc e rằng không dễ dàng can thiệp. Trước kia nghe lão trưởng môn nói qua một chút về tình hình ở bên đó, đoạn Bắc Nhai ở ngoại quốc có một số mối quan hệ. Sau khi hai chiều thông thương, đoạn Bắc Nhai chắc chắn đã bắt đầu chiếm trước được các cửa ra vào, xuất quan nếu gặp phải e rằng. Đoạn Bắc Nhai là bá chủ Nhai Châu, trưởng môn của hắn chính là bá thương đạo chế Âm Thanh Tịch cùng Hồng Hoa Lâu có huyết hải thâm thù. Trước kia Hồng Hoa Lâu không lộ diện, Âm Thanh Tịch mới lấy được danh xưng thương khôi, thản nhiên sẽ không quan tâm đến Hồng Hoa Lâu. Cái này giống Dạ Kinh Đường, đã có được danh xưng Đao Khôi, chỉ cần quân Sơn Đài không tự tìm chết, hắn ta sẽ vì danh tiếng giang hồ, tất nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Nhưng nếu ra khỏi cửa gặp chính diện, quân Sơn Đài vẫn thể hiện ra trạng thái chưa bị đánh bại muốn so tài một chút, Dạ Kinh Đường sẽ làm thế nào không cần nói cũng sẽ hiểu. Nghe thấy lời này, Tống Chỉ do dự một lúc, thiếu chủ cũng là võ khôi, ở bên ngoài đâu có lý do gì để cho Âm Thanh Tịch giảng đạo lý. Khi chúng ta ra ngoài phải tận lực hạ thấp chút, nếu thực sự gặp phải, lão Tống ta đây cũng không sợ bọn hắn. Tệ nhất cũng chỉ là để cái mạng già này ở ngoại quốc, dù sao sau này cũng có thiếu chủ báo thù. Trần Nguyên Thanh xua xua tay áo, người làm ăn không thể hành động theo cảm tính. Việc phát triển một đường làm ăn ở ngoại quốc, cứ để cho ta đi làm. Những việc khác trưởng môn tùy cơ ứng biến, có thể không gây ra xung đột, vẫn nên cố gắng không gây xung đột. Bùi Tương Quân nghe thấy lời này nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Dạ Kinh Đường làm việc rất nhanh chóng, đừng để Dạ Kinh Đường hoàn thành mọi việc xong xuôi, chúng ta vẫn chưa đi tới biên quan. Phải mau chóng chuẩn bị sớm nhất có thể. Được, lộc cộc lộc cộc. Xe ngựa lắc lư, chỉ có thể nhìn thấy hoang địa vô tận với sự xen kẽ của ánh nắng mặt trời và mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Dạ Kinh Đường vẫn đang trong quá trình hồi phục thân thể, canh giữ vào ban đêm, ban ngày thì ngủ trong xe ngựa. Lúc này hắn nằm trên giường, mắt nhắm lại hít thở đều đặn như đang ngủ rất say. Đông Phương Ly Nhân cũng nằm trên giường, lưng quay về phía Dạ Kinh Đường, được một cánh tay của hắn ôm lấy eo. Nhìn tư thế giống như một tiểu cô nương nằm trong lòng tình lang, nhưng đôi lông mày hùng hổ lại có chút nhíu lại, hai chữ không vui gần như đã hiện lên ở đáy mắt. Hôm trước vì quan tâm đến thuộc hạ, nàng đã miễn cưỡng để Dạ Kinh Đường ôm mình cùng xem tranh, cuối cùng nằm xuống cũng không nói gì. Sau đó hai người không biết bao giờ đã thiếp đi như vậy. Đông Phương Ly Nhân ban đầu nghĩ rằng phần thưởng cho việc ngủ chung một đêm đã là đủ lớn, Dạ Kinh Đường sẽ biết điểm dừng. Ai ngờ rằng hắn ta hoàn toàn là loại người được nước lấn tới, tối hôm qua khi cắm trại, hắn ta lại muốn đến thị tẩm cho nàng. Nàng không chịu nổi sự mềm mỏng cứng rắn của cái tên sắc lang này,
cuối cùng vẫn không nói gì, nhưng lần này và lần trước rõ ràng không giống nhau. Lần trước Dạ Kinh Đường chỉ là ôm mà xem tranh, rất có quy tắc, không có những hành động vượt qua ranh giới, nhưng lần này có lẽ là do thấy nàng không chống cự, bản chất của hắn đã bắt đầu lộ ra. Đông Phương Ly Nhân nằm ở trong lòng hắn, mắt trợn tròn nhìn vào cái bàn tay hư hỏng đặt trên bụng mình, từ từ trượt lên trên ngực. Nàng lặng lẽ kéo tay mà đẩy nó xuống, không qua được bao lâu lại di chuyển lên phía trên, mà phía sau dường như có cái gì đang chọc vào nàng. Đông Phương Ly Nhân là điện hạ phải ra dáng của điện hạ, làm sao có thể chịu được sự khiêu khích này, muốn cho Dạ Kinh Đường ăn một khuỷu tay. Nhưng Dạ Kinh Đường hàng ngày phải canh giữ vào ban đêm, có thể ngủ một lúc cũng không dễ dàng, đánh thức hắn tỉnh chắc chắn lại phải ra ngoài gác đêm. Để cho hắn có thể nghỉ ngơi tốt hơn, Đông Phương Ly Nhân cuối cùng vẫn không đành lòng làm phiền hắn, im lặng chịu đựng trải nghiệm cái cảm giác kỳ quái từ việc bị ép buộc thị tẩm. Xe ngựa lắc lư, sau khi tiếp tục di chuyển không biết trong bao lâu, từ xa truyền đến một số âm thanh ồn ào, dinh linh dinh linh. Đông Phương Ly Nhân đôi mắt khẽ động, cùng Dạ Kinh Đường đang ngủ sau lưng cũng tỉnh dậy, chống phần thân trên để dò xét. Lúc này đoàn xe đã đi vào phạm vi của bàn cốt đàn, trên sa mạc lớn kéo dài hàng nghìn dặm chỉ có một số thị trấn nhỏ. Tất cả đều ở gần nguồn nước, phần còn lại đều là những khu vực không người. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 757, vị anh hùng nào có mắt nhìn như vậy? Dạ Kinh Đường nhìn về phía trước của đoàn xe, có thể thấy ở cuối tầm nhìn ở hoang dã, xuất hiện một hồ nước nhỏ, xung quanh mọc lên vô số những cây hồng phong. Đến mùa thu lá thiên phong đều chuyển thành màu đỏ như màu của lửa, làm cho hồ nước và mặt đất đều nhuộm thành màu máu. Từ xa nhìn qua, dáng vẻ vĩ đại gần như chói lọi. Dạ Kinh Đường nhìn thấy cảnh sắc hiếm có ở Lương Châu, vội vàng vỗ vào mông của ngây ngốc, điện hạ, nhanh nhìn kìa. Đau đau đau. Đông Phương Ly Nhân bị kẹp chặt cổ áo không thể ngồi dậy được, lại không nói gì vì bị vỗ lung tung. Tự nhiên lông mày sẽ dựng ngược lên, nhưng sau khi nhìn thấy quang cảnh tuyệt diệu từ phía xa qua cửa sổ, ánh mắt vẫn sáng lên, hoa. Thốt lên một tiếng, nơi này thật sự rất đẹp. Hồng Phong Lâm không hiếm gặp, Vân Châu có rất nhiều, nếu nói về cảnh sắc thì nơi này cũng không bằng hoa viên vạn nhất của Hoàng Cung. Nhưng trên sa mạc khắp nơi chỉ có cỏ hoang, trên đường gặp được một vườn cây như vậy, toàn bộ đoàn xe có thể thấy vào trong giữa trưa. Bất ngờ nhìn thấy màu sắc rực rỡ như vậy, giống như mưa rào sau hạn hán, cảm thấy quang cảnh đã đẹp tới cực điểm. Dạ Kinh Đường thấy đã tới nơi rồi, vội vàng từ trên ngây ngốc đứng dậy, cầm theo bội đao dắt bên người bước xuống xe ngựa. Đi tới xe ngựa phía sau, gõ vào cửa sổ bên ngoài, Thái hậu nương nương đã tới hồ Hồng Phong rồi. Thái hậu nương nương không ngủ, thực ra đã sớm nhìn thấy qua ống nhòm, lúc này gạt bức rèm xe nhìn ra gương mặt có chút hồng hồng. Như đang không vui, nhìn vào thị trấn nhỏ bên cạnh hồ Hồng Phong, sao ở đây có nhiều người vậy? Trên bí sử không phải nói trong phạm vi trăm dặm không có chim chóc, chỉ có một Hồng Phong Lâm thôi sao? Dạ Kinh Đường quay mắt nhìn đi. Trên thị trấn ngoài Hồng Phong Lâm, có rất nhiều những đoàn xe, tập trung không dưới ngàn người, tiếng chuông vừa rồi chính là từ những đoàn xe ra vào truyền đến. Không chỉ có người trên thị trấn, bên hồ còn có một số người đang câu cá, cảnh tượng ồn ào kia thực sự đã phá vỡ quang cảnh yên tĩnh của nơi này. Bí sử chắc chắn đã lược bớt qua, không thể tin. Trên sa mạc nước ít, để giống như cái hồ lớn này, cộng lại cũng không có mấy cái trên hoang mạc. Đoàn xe qua lại đều phải dừng lại ở đây để bổ sung nước cùng lương thực. Thái hậu nương nương hãy chịu khó một chút, ta dẫn người đi vào phía đông của hồ nước, nơi đó có ít người hơn. Thái hậu nương nương đã đội lên đầu một cái khăn che, dưới sự giúp đỡ của Hồng Ngọc từ trong xe ngựa bước xuống, hỏi thầm, ở đây có thổ phỉ không? Dạ Kinh Đường quay mắt nhìn kỹ vào thị trấn, có thể thấy có rất nhiều đạo sĩ mang theo đao, trả lời, ở đây có quá nhiều thương nhân, thổ phỉ chắc không dám tới gần. Đi đi. Sao? Chim chim đâu? Thái hậu đứng trước Dạ Kinh Đường, xoa xoa cái eo hơi đau sau khi nằm lâu, ánh mắt chỉ vào thị trấn trên. Kìa. Dạ Kinh Đường nhìn theo hướng chỉ tay, lại thấy một người phụ nữ mặc váy sa hoa đỏ đang đứng ngoài gian hàng nướng cá nhỏ của thị trấn, còn chim chim thì ngồi trên vai người ta lượn qua lượn lại. Tỏ ra rất vui vẻ, hắn không khỏi lắc đầu trong lòng, thở dài không còn muốn hỏi thêm gì nữa, dẫn theo Thái hậu cùng ngây ngốc đi về phía đông Hồng Phong Lâm. Đinh linh đinh linh. Thị trấn Hồng Phong thuộc về những lãnh địa nhỏ không tồn tại trên bản đồ,
vì có nhiều đoàn thương nhân dừng lại ở đây để lấy nước hàng năm sau một thời gian dài. Cũng có những thương gia khác định cư ở đây, bán một số vật liệu hiếm trên sa mạc với giá cao, trong đó kinh doanh tốt nhất chính là tiệm rèn sửa chữa vũ khí và hai lò gạch. Phạm Thanh Hòa mang theo Chim Chim, đi đến thị trấn nhỏ đông đúc để mua đồ ăn vặt, phát hiện ra một cái lều ở ngoài có hàng dài người xếp hàng. Còn tưởng rằng bên trong bán cái đồ gì tốt, kết quả khi đi tới gần, mới phát hiện ra là một cô nương trang điểm lộng lẫy mặc yếm đào hoa đứng ở trước cửa hàng thu tiền. Hán tử Tây Bắc hầu hết đều có thân hình cường tráng, giống như Dạ Kinh Đường đặt vào trong đám người này cũng chỉ giống như thư sinh lang. Phạm Thanh Hòa quét mắt qua hàng chục người thô tục khao khát đang xếp hàng ở cửa, trong lòng thầm thanh thót một câu tiền này cũng dám kiếm, không sợ bị làm chết, sau đó nhanh chóng rời đi, đến gian hàng nướng cá ở cửa thị trấn. Chim Chim nhìn thấy một hàng cá béo lớn thơm ngon trên bếp, biểu hiện ra sự khao khát hơn cả đám người thô tục kia, ban đầu còn muốn nhảy qua để cho người nướng cá cho ăn vài miếng để nếm vị. Bị Phạm Thanh Hòa mắng một câu sau đó, liền ngoan ngoãn ngồi yên trên vai, xoa xoa má Phạm Thanh Hòa để thể hiện muốn lấy lòng nàng. Phạm Thanh Hòa chọn lựa một lúc sau, từ thùng nước chọn ra vài con cá khỏe mạnh để người bán trực giết ngay mà nướng luôn. Khi chuẩn bị lấy tiền từ túi tiền ra, đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ phía sau đám người truyền đến, ôi con tuyết ưng này thật đẹp. Chít chít. Chim Chim nghe thấy lời này, ánh mắt từ cá nướng rời đi, quay đầu nhìn về phía đám người, muốn xem là vị anh hùng nào có mắt nhìn như vậy. Chương 758, Lương Châu. Phạm Thanh Hòa cũng quay đầu theo, kết quả phát hiện ra trong đám người có một chàng công tử trẻ tuổi ăn mặc rất quyền quý, vừa từ một quán ăn không xa đi ra. Bên cạnh còn có 5-6 tùy tùng, người dẫn đầu là một người Hán tử Tây Bắc mặc áo hở ngực, tay cầm theo chảm mã đao, bên cạnh là người đeo Phật châu bóng loáng ở trước mặt. Phạm Thanh Hòa có nhan sắc tương đối không tầm thường, ra ngoài để tránh gây thêm rắc rối, luôn luôn mang theo khăn che chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng dù sao cũng rất nổi bật, chỉ là nữ nhân xinh đẹp trên giang hồ đều là những nhân vật khó nhằn, đây đều là nhận thức chung, không có người nào rảnh rỗi mà dám quấy rầy. Phạm Thanh Hòa ban đầu nghĩ rằng là vị công tử của nhà thương gia kia không biết sâu xa của giới giang hồ mà đến làm quen, nhưng khiến nàng ngạc nhiên là, sau khi chàng công tử trẻ tuổi nhìn thấy nàng, ánh mắt không muốn dừng lại trên người nàng nhìn thêm một lát, mà chỉ đang nhìn chăm chăm vào cái con chim béo kia trên vai nàng, nhanh chóng bước đến. Công tử hãy cẩn thận. Bên cạnh Hồ Diên Kính, trung quy là đương gia của bang Hắc Kỳ, nhìn thấy Phạm Thanh Hòa một mình xuất hiện trên sa mạc. Lại ăn mặc thật lộng lẫy, biết rõ là một con bọ cạp độc, mức độ nguy hiểm rất cao, vì thế đưa tay ngăn cản Đông Phương Thượng Thanh. Đông Phương Thượng Thanh thấy điều này thì không đi đến gần hơn nữa, chỉ là đi tới khoảng cách gần một trượng, hỏi, cô nương kia ơi, con tuyết ưng này có bán không? Giá cả cô nương tự xác định. Phạm Thanh Hòa cảm thấy chàng công tử trẻ tuổi này thân phận có lẽ không đơn giản, không muốn gây rối. Vì vậy cười đáp, đây là ưng của bằng hữu ta chỉ giúp hắn chăm sóc, không thể bán, thực sự xin lỗi. Chim Chim có lẽ cũng nhận ra vẻ đẹp quyến rũ của mình, thu hút sự thèm muốn chiếm hữu của những người qua đường. Vì thế rất thông minh mà bắt đầu giả ngốc, đầu nghiêng một bên cắn móng vuốt, còn suýt nữa từ trên vai ngã xuống. Đông Phương Thượng Thanh ban đầu chỉ cảm thấy con ưng này màu lông rất chuẩn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch tràn đầy linh khí này, mắt đã sáng lên. Tuy nhiên Đông Phương Thượng Thanh từ nhỏ đã được gia giáo trong gia thất rất đặc biệt, mẫu phi từ nhỏ cho đến lớn chỉ duy nhất truyền dạy cho hắn một quan niệm dù sao cũng là phá gia chi tử. Nhưng không được gây rối tạo phiền phức lớn cho phụ vương và đại ca, nếu không phụ vương của hắn chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc. Không chừng có thể trực tiếp gửi hắn đi kinh thành, để nữ đế thay mặt quản giáo cũng tiện thể biểu lộ lòng trung thành. Đông Phương Thượng Thanh biết đi tới kinh thành sẽ khó mà trở lại, vì thế hành động thấp lại. Sau khi mở hai lần giá mà người kia không bán, cũng không bày ra danh tính gì cả, chỉ là có chút không vui quay người đi. Phạm Thanh Hòa luôn chú ý vào mấy người kia, phát hiện ra vị công tử quyền quý mang theo tùy tùng, đi tới bên cạnh đoàn xe ở trung tâm thị trấn. Trên đoàn xe treo toàn là cờ của bang Hắc Kỳ, vì vậy đã xác định được danh tính của nhóm người này. Sau khi cá nướng xong, liền mang theo mà nhanh chóng rời khỏi thị trấn, trở lại đoàn xe. Còn ở trên thị trấn, có gần 100 người của đại đoàn thương nhân dừng lại ở mép đường, những người theo hàng đều ngồi xuống ăn cơm nóng. Đông Phương Thượng Thanh trở lại xe ngựa để nghỉ ngơi, Hồ Diên Kính cùng Trương Huyền Nghiệp thì đến nơi mát mẻ bên đường, nhìn từ xa vào đoàn thương nhân nhỏ đang dừng ở ngoại ô thị trấn. Đây là cờ hiệu của Vân Châu,
bán vải vóc, không phải là đại nhân vật gì cả. Hồ Diên Kính nhìn vài cái cờ sau đó, lại quay đầu nhìn vào xe ngựa mà Đông Phương Thượng Thanh đi, nói thầm, Thượng Thanh công tử tuổi trẻ hăng hái, không chịu được một hạt cát nào trong mắt, trong đầu chỉ có chủ nghĩa chính thống của hoàng tộc Đại Ngụy. Từ khi tiếp quản gia sản riêng của cung điện, mọi việc đều kiểm tra kỹ lưỡng, việc chúng ta vận chuyển hàng hóa riêng tới Bắc Lương có thể đã được hắn đoán ra phần nào nếu để hắn báo cho Lương Vương. Trương Huyền Nghiệp hai tay để ra sau lưng di chuyển chuỗi hạt châu, nói ngẫu nhiên, đoán ra thì sao? Hắn không thể giết Thượng Thanh công tử, để cho người trên thay người khác hiểu chuyện hơn làm chủ. Hồ Diên Kính nhíu mày, Thượng Thanh công tử là con trai út của Lương Vương, từ nhỏ đã được yêu ái, biện pháp này không thể sử dụng. Thượng Thanh công tử tuổi còn quá trẻ, miệng lưỡi thẳng thắn không có gì trong lòng, từ nhỏ lại bị quản lý nghiêm ngặt, không dám có chút vượt quá phạm vi. Chúng ta cố gắng để hắn dính chút bẩn, chỉ cần hắn không dám để Lương Vương biết. Tự nhiên đối với thuộc hạ phía dưới giảm bớt một chút áp lực, không chừng sau này có thể cùng chúng ta có quan hệ mật thiết. Trương Huyền Nghiệp di chuyển hạt châu, nhăn mày, ý ngươi là bắt vị cô nương kia về. Hồ Diên Kính từ nhỏ đã thích bảo mã cùng bảo binh bảo khí, dường như thực sự rất quan tâm đến con chim ưng kia, còn về phần nữ nhân ấy. Sợ rằng ngươi quá coi thường phiên vương chi tử, trong mắt chúng ta là tiên nữ, nhưng trong mắt họ cũng chỉ là người bình thường. Hồ Diên Kính nói đến đây, nhìn trái nhìn phải, nói thầm, tối nay tìm cơ hội, cướp con chim ưng đó lại, giết chết tất cả mọi người trong đoàn xe đó. Trước tiên nói với Thượng Thanh công tử là mua về, qua vài ngày nữa, lại nói là thuộc hạ hiểu lầm ý của hắn, tự mình hành động. Thượng Thanh công tử chắc chắn không dám đâm đơn này lên bàn của Lương Vương, như vậy chúng ta trong tay sẽ nắm giữ bí mật. Ừm, có thể, nhưng trước tiên làm thử như vậy một chút. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan công tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 759, làm càn. Gió thổi bay lá mùa thu, trong tầm mắt không có màu sắc nào khác ngoại trừ màu son phấn. Dạ Kinh Đường đeo bội đao đứng gần hồ, bên người là Đông Phương Ly Nhân mặc áo choàng trắng, nhìn gần giống đôi trai tài gái sắc, mà nhìn từ xa quả thực giống hắc bạch song sát. Thái hậu ăn mặc như quý phu nhân của một gia đình giàu có, mang theo hồng ngọc chậm rãi đi vào rừng, xung quanh không có người nhàn rỗi nên cuối cùng nàng cũng tìm thấy thoải mái hơn chút. Sau khi đi dạo được một đoạn, thấy Dạ Kinh Đường không nhìn chằm chằm vào nàng, mới len lén lấy cuốn sách quý giá từ trong ngực ra, lật đến một trang nào đó phía sau, so sánh xung quanh. Hồng Ngọc ở bên cạnh đỡ Thái hậu nương nương, suốt ngày sớm chiều ở chung tự nhiên hiểu được Thái hậu đang so sánh cái gì, có chút bất đắc dĩ nói, cuốn sách này do Tiền Triều viết. Đã qua hơn 100 năm, người viết sách vẫn là một tiểu quan công bộ, có lẽ chỉ là nghe nói đến Phong Diệp Hồ, làm sao tìm được thứ này trên sách. Ngươi thì biết gì? Người ta là thợ thủ công, đặc biệt thực dụng, ngay cả trong cung có mấy viên gạch cũng phải viết rõ ràng, làm sao có thể viết bậy ở chỗ này. Nhìn này, có phải đây không? Thái hậu nương nương đi tới giữa hai cây phong lớn, đối chiếu trên sách, năm đó Yến Thái hậu bị lừa đến nơi này, thế tử buộc một cái đu dây vào hai cây, sau đó hai người nhảy dây bên cạnh. Ụ! Hồng Ngọc ngẩng đầu cảm thấy hai cây phong này chắc chắn chưa đến 100 tuổi, nhưng nàng không dám chọc giận Thái hậu nương nương nữa, chỉ dò hỏi, vậy ta đi tìm hai sợi dây thừng nhé. Đi đi đi. Cách đó không xa, Đông Phương Ly Nhân nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Thái hậu, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa mắt quay lại nhìn mặt hồ như gương. Lương Châu kỳ thật không phải rừng thiêng nước độc như trong lời đồn, chẳng qua mạch nước quá ít, đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt, sau này nếu triều đình dư tiền sẽ bắt hết đám mã phỉ ở Lương Châu lại. Tụ tập một chỗ tu sửa kênh đào lớn, chỉ cần đào xong hồ Thiên Lang, dẫn nước vào lạch sông Cổ, bãi xương hoang vắng sẽ lập tức được hồi phục, trở thành mảnh đất màu mỡ ngàn dặm. Bãi xương hoang ngày xưa vốn là một đầm lầy, sau này khô cạn, khắp nơi thấy xương cốt nên có tên là bãi xương hoang. Dạ Kinh Đường nghe thấy ngây ngốc lại nói những công trình ngàn năm này, lập tức xen vào, biện pháp này e là không được, trong trấn có hơn 1.000 người. Ban ngày thoạt nhìn tưởng là tiêu sư buôn bán giao dịch thiện lương, buổi tối ra bên ngoài sẽ biến thành cái gì, ai cũng đều không biết, căn bản bắt mãi không hết. Đông Phương Ly Nhân chỉ thuận miệng nói một chút, đang thưởng thức phong cảnh đã thấy Phạm Thanh Hòa đi ngang qua đoàn xe ôm vài con cá nướng, còn chim chim thì nhảy nhót vây quanh thành vòng, chít chít. Dạ Kinh Đường thấy vậy vội vàng đi tới trước mặt, mỉm cười nói, Phạm cô nương khách sáo rồi,
sao còn mua cho chúng ta? Phạm Thanh Hòa đối diện trước mắt, đưa cho Dạ Kinh Đường một con cá nướng, tiện tay mua. Vừa rồi ở trên trấn, ta gặp được một công tử trẻ tuổi muốn mua chim ưng của ngươi, ra giá 1.000 lượng bạc, rất nghĩa khí. Ta để ý một chút, hình như là thành viên của Hắc Kỳ Bang, võ công của đoàn tùy tùng xem chừng không thấp, có hơn 20 chiếc xe lớn. Dạ Kinh Đường vừa rồi không để ý tới những người trong thị trấn, nhưng đây là một trong những đầu mối giao thông của bãi Sương Hoàng. Đoàn lữ hành của Hắc Kỳ Bang có nhiều người như vậy, đụng mặt cũng không có gì lạ. Hiểu rồi, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Phạm Thanh Hòa gật đầu, sau đó mang theo chim chim tiến tới gần đoàn xe. Đông Phương Ly Nhân đứng cách đó không xa, nghe Phạm Thanh Hòa nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, Hắc Kỳ Bang sắp rời khỏi đây, hẳn là muốn xuất quan. Nếu như Hắc Kỳ Bang âm thầm vận chuyển vật cấm, nói không chừng được cất trên xe, nếu có người lấy được toàn bộ đồ ăn trộm thì không cần điều tra tiếp. Nhưng chỉ cần nắm được bằng chứng phạm tội, ngươi sẽ phải tiết lộ danh tính, điều này có thể gây bất lợi cho tiền đồ sau này của ngươi. Dạ Kinh Đường cũng dự tính như vậy, nhìn sắc trời, xem xét tình hình là điều đương nhiên. Sa mạc mênh mông bát ngát, ban ngày muốn tới gần khó hơn cả lên trời, chờ đến lúc trời tối, ta sẽ lẻn vào kiểm tra một lần. Đông Phương Ly Nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa, nàng gắp cá nướng lên, cắn một miếng nhỏ, đang định nhai từ từ thì phát hiện Dạ Kinh Đường đang nhìn mình liền đưa cá nướng qua. Dạ Kinh Đường hiểu được ý của ngây ngốc nhưng vẫn cố ý hiểu lầm, làm ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, hơi cúi đầu há miệng tiến đến muốn đón thịt cá. Đông Phương Ly Nhân sửng sốt, vội vàng khép môi lại nhưng vẫn bị hôn mạnh, ánh mắt nhất thời tức giận, lui về phía sau giơ tay lên nện vào vai Dạ Kinh Đường, ngươi làm càn. Chương 760, dùng sức đẩy. Dạ Kinh Đường không ăn được thịt cá nhưng ăn được son phấn, thấy ngon liền nhận, cười nói, ta cho rằng điện hạ muốn cho ta ăn, hụ, ta đã hiểu lầm, ta kém thông minh. Đông Phương Ly hoàn toàn hiểu tại sao nam nhân lại mặt dày như vậy, giận cũng vô dụng, lập tức xoay người lại, không để ý tới Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường đang muốn tán gẫu vài câu để giảm bớt bầu không khí, không ngờ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng, két. Âm thanh của cành cây bị gãy. Lúc Dạ Kinh Đường và Đông Phương Ly Nhân tán tỉnh, Thái Hậu nương nương cách đó không xa, đang cùng Hồng Ngọc buộc đu dây. Hồng Ngọc lấy ra một sợi dây thừng từ trong đoàn xe, treo lên ngọn cây phong, Thái Hậu làm giống như đang ở trong cung điện, ngồi trên sợi dây và đu đưa, giống như kiểu đu dây trong chuyện tưởng tượng. Hồng Ngọc đứng ở sau lưng Thái Hậu nương nương đẩy xích đu. Bởi vì rừng lá phong chặn tầm nhìn, không nhìn thấy được sa mạc vô tận bên ngoài, Thái Hậu nương nương muốn đu cao một chút giống như ở trong cung, mới nói một tiếng, dùng sức đẩy. Hồng Ngọc đã quen với việc đẩy trong cung, không để ý đến chiếc xích đu mà nàng buộc hoàn toàn không thể so sánh được với chất lượng trong cung. Nghe vậy mới đẩy mạnh một cái, sau đó cành cây phía trên không chịu nổi gánh nặng, trong thoáng chốc đã bị gãy, Thái Hậu nương nương cũng bay theo ra ngoài. Chít! Xa xa chim chim vùi đầu ăn cá đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thái Hậu nương nương xoay tròn giữa không trung xẹt thành một hình vòng cung rồi rơi thẳng xuống hồ nước. Phạm Thanh Hòa hoảng sợ, đứng dậy xông về phía mặt hồ. Cũng may Dạ Kinh Đường là cao thủ bên người, phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt nghe thấy âm thanh bất thường. Người đã phi nước đại ra đến nơi, chân đạp sóng biếc bay lên không trung, một phen vòng tay qua thắt lưng Thái Hậu nương nương, lại rớt xuống bờ. Thái Hậu nương nương bị ném ra ngoài, mọi người đều choáng váng. Phát hiện bị ôm vội vàng túm lấy cổ áo người bên cạnh. Sau đó mới phát hiện là Dạ Kinh Đường đang ôm nàng, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Tóm, hai người vững vàng rơi xuống bờ hồ. Thái Hậu nương nương vội vàng đứng thẳng dậy, sửa sang lại vạt áo, xấu hổ nói, cây này không cứng chút nào. Xem ra những gì viết trong sách quả thực đã sai. Dạ Kinh Đường lắc đầu cười khẽ, kéo sợi dây thừng lên, phi thân nhảy lên cây phong, buộc vào hai thân cây, tùy tiện treo trên cành cây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, buộc vào thân cây mới được, ta đến đây. Thái Hậu nương nương nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của Dạ Kinh Đường, khẽ cắn cánh môi dưới, kết quả phát hiện Hồng Ngọc bên cạnh đang vô tâm vô phế cười trộm. Lại giơ tay đánh mông, đều tại ngươi, dây thừng cũng buộc không chắc, thiếu chút nữa hại bổn cung ngã chết. À, nô tỳ sai rồi. Trên Hồng Phong trấn người đến kẻ đi, đoàn xe lớn của Hắc Kỳ Bang chỉ tạm thời dừng lại. Sau khi tiếp tế nước uống xong, lần nữa xuất phát về phương Bắc. Dạ Kinh Đường tránh cho đối phương nghi ngờ mới dừng chân ở Hồng Phong trấn, tiện thể đưa Thái Hậu đi chơi quanh hồ. Nhảy dây du ngoạn một phen, cho đến khi Thái Hậu vui đủ rồi mới lại lên đường về phương Bắc.
Hắc Kỳ Bang đem theo hơn 20 chiếc xe lớn, trọng lượng thật lớn, tốc độ căn bản không nhanh được, có chim chim tuần tra ở trên cao. Trên sa mạc lại mênh mông vô tận, cho dù chạy xa mấy chục dặm cũng có thể tìm được, cơ bản không sợ bị mất dấu. Sau khi sắc trời dần tối đen, Dạ Kinh Đường thấy trăng đen gió lớn khiến tầm nhìn trở nên kém hẳn, dừng ở một bãi đất trống, hắn thay y phục dạ hành, cưỡi ngựa rời khỏi đội ngũ đi điều tra. Đông Phương Ly Nhân ở trong đoàn xe mấy ngày nay, nhịn quá lâu, không ngừng ám chỉ có thể đi theo hay không, nhưng lại sợ làm phiền Đường Đường đại nhân, không dám nói ra. Tuy bây giờ Dạ Kinh Đường chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đã có thể tự do hành động. Đối với một thế lực như Hắc Kỳ Bang, cho dù thủ lĩnh Hồ Diên Kính có đến, nếu được nhất định sẽ rời đi. Cho nên hắn cũng không từ chối, để Mạnh Giảo, Xà Long, Thương Tiệm Ly và các cao thủ khác ở lại trong đoàn xe giữ nhà. Hắn thì cưỡi đại hắc mã, đưa ngây ngốc theo giết tới sâu trong sa mạc vô tận. Lộc cộc lộc cộc. Những đám mây còn sót lại che khuất mặt trăng trên sa mạc bằng phẳng đến vô tận. Mặc dù ánh sao cực kỳ tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả các điểm nhỏ của khu vực xung quanh. Chủ yếu là không có điểm nhỏ. Con ngựa đen lớn đã chạy trên sa mạc nhiều năm nay lại quay trở lại đường đua quen thuộc, hoạt bát hơn nhiều so với lúc còn ở kinh thành. Tùy tiện kêu gọi sức ngựa, gia tốc có thể mạnh đến mức quăng cả Đông Phương Ly Nhân xuống, không thể không ôm eo Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường trưởng thành trên sa mạc, mặc dù thích thú với thế giới đầy phồn hoa ở kinh thành, nhưng lần thứ hai trở lại sa mạc rộng lớn vô biên vô hạn vẫn sinh ra một loại sảng khoái được trở về cố hương. Suy cho cùng, dù bên ngoài có thịnh vượng và tươi đẹp đến đâu cũng không thể mang lại cảm giác cùng nhau đi trên sa mạc vô tận, cảm giác tự do gần như ở bên ngoài thế giới. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé! Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn!